Một nữ giáo viên tại Vĩnh Long bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng trong tài khoản. Không suy nghĩ nhiều, cô giáo này đã mang số tiền mà người lạ chuyển nhầm đến công an trình báo và mong muốn tìm chủ nhân của số tiền để trả lại. Trước đó, lúc 13 giờ ngày 25 tháng 6, công an thị trấn Dũng Liêm tiếp nhận tin báo từ cô giáo một trường tiểu học tại huyện Dũng Liêm về việc trong lúc đang làm việc tại trường thì tài khoản ngân hàng của mình nhận được 100 triệu đồng từ một tài khoản khác chuyển đến. Do không biết ai là người chuyển đến và nghi vấn có người chuyển nhầm vào tài khoản của mình, nên nữ giáo viên đã đến công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, công an thị trấn đã nhanh chóng liên hệ với phòng giao dịch một ngân hàng ở huyện Dũng Liêm để tìm chủ nhân số tiền này là một người phụ nữ ở huyện Dũng Liêm. Qua làm việc, người này đã xác nhận số tiền 100 triệu đồng trên là của mình, định chuyển cho con làm chi phí khám chữa bệnh, nhưng do mắt yếu cũng như là không am hiểu về công nghệ nên đã chuyển nhầm. Cơ quan công an khuyến nghị người dân nếu nhận được tiền do người lạ chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi thì nên đến trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, tránh bị những đối tượng lừa đảo lợi dụng. Đối với hành vi cố ý không hoàn trả lại số tiền chuyển nhầm, có thể bị xử lý.